Nó đâu à? Ôi giời. Chuột chơi với người. Thanh Hóa chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3 với 5 người thiệt mạng. Nó nấp đằng sau ấy. Đây là chuột này anh biết nó sợ mèo không? Cắn mèo nó bắt ngay. Thông tin chúng tôi mới nhận được từ Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn Thanh Hóa, đến 18 giờ hôm nay, địa phương này đã tìm thấy 3 thi thể, 9 người vẫn còn mất tích. Sau bão mưa lũ đã phần nào giảm, nhưng diễn biến thì còn phức tạp. Lúc này công tác cứu trợ cứu nạn đang được diễn ra. 100.000 mà nó mới đẻ ra bằng ngón tay này. Các đoàn cứu trợ đã bắt đầu đi chân đường sao sang á, có khi liên lạc cũng đã được khắc phục. Cái này tắm làm sao được? Bí thư tỉnh ủy Hòa đã trực tiếp vào hiện trường và bản xa lá lấy nước tắm á, để động viên chia sẻ với người dân vùng núi và chỉ đạo kiểu tắm cho chuột. Hơn 30 dân bị mất nhà cửa hoặc bị nước lũ cuốn trôi, đặc biệt một người dân 6 người thì 5 người tử vong. Đây thực sự là mất mát quá lớn đối với một bản nghèo như bản San Á. Đấy mẹ cứ để nó xuống dưới nó chơi này, đón đón. Đứng lên đây nè. Này cái chú là không được để bất cứ một cái hộ gia đình nào thiếu lương. Đấy, kệ nè. Nó không nhảy xuống đâu mà. Nhảy đúng không? Không dài không nhảy đâu. Đâu rồi? Quay đây nào. Chết. Tập trung ở các cái địa điểm, các cái bản mà bị quét. Đấy, lại quay lại. Không cho nó vào đâu, đấy. Đã tìm kiếm được 7 người dân. Trong đó thì đã 2 người bị chết, còn 5 người bị thương. Chưa thế ai chuột chơi với người. Chính quyền và các lực chức năng vẫn đang cố gắng để động viên chia sẻ những tin tức cảm tinh thần và chất cho người dân. Con chuột kia, con gái của cô, đúng không mấy cái. Mà không từ nào kể cả xiếc. Ôi. Rồi xin được nhắc lại là dù thời điểm này mưa do bão đã giảm, về định nghĩa của bộ bố tất cả người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng cần hết sức cẩn trọng trước nguy cơ sạt lở đất hoặc là đi qua. Cứ ấy nhỉ, cứ rúc rúc nhỉ, không nằm không ngồi yên được lúc nào. Ảnh hưởng của mưa to và sóng lớn trong 2 ngày vừa qua tại xã Khánh Hòa, lúc nào cũng cứ gì ngửi ngửi xong thì này mỏ mẫm linh ta linh tinh. Địa phương này đã phải triển khai các lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng như giải quyết vấn đề.